cho các bạn. Theo như một cái quy định mới mà Bộ Giao thông Vận tải họ đưa ra đó, chính là những cái chiếc xe, bất kỳ một cái xe máy nào trước khi được bán ra thị trường đều phải được dán những cái nhãn năng lượng theo quy chuẩn của Bộ Công Thương, và trên những cái nhãn dán này sẽ ghi cái mức tiêu hao nhiên liệu trung bình của một chiếc xe. Và cũng từ cái quy định mới này mà các nhà sản xuất họ mới bắt đầu công bố cái mức tiêu hao nhiên liệu trung bình của những chiếc xe máy của họ. Và trong những cái danh sách này gây ấn tượng nhất cho mình đó chính là cái chiếc Yamaha Grande Hybrid. Thì theo như mà Yamaha họ công bố thì cái mức tiêu hao nhiên liệu của cái xe này là 1,69 lít trên 100 cây số, hoặc là nếu mà tính ra thì cứ 1 lít thì chúng ta sẽ chạy được 59,2 km. Thì để đưa ra những con số khách quan và công bằng nhất có thể thì bọn mình sẽ không tiến hành test một lần như là trước giờ, mà mình sẽ chia nó ra thành 3 kịch bản khác nhau. Đầu tiên đó chính là bọn mình sẽ đi đổ đầy xăng của chiếc xe này, sẽ trip về không, sau đó chạy đâu đó khoảng 100 cây số hay gì đó, có thể hơn. Rồi sau khi mà chạy được một quãng đường nhất định, bọn mình sẽ bắt đầu đi đổ xăng đầy bình một lần nữa, và từ đó chúng ta sẽ có được cái số lượng xăng cần đổ cho một cái quãng đường như vậy, và chúng ta sẽ chia ra cái mức tiêu hao nhiên liệu trung bình. Đó là một cái kịch bản thứ nhất. Kịch bản thứ hai đó chính là bọn mình sẽ tiến hành rút hết xăng trong bình của cái chiếc Yamaha Grande Hybrid này ra và đổ vào 1 lít, xem là với 1 lít đó có thể chạy tối đa được bao nhiêu km. Và cái kịch bản cuối cùng đó chính là bọn mình sẽ tiến hành đổ đầy bình của cái chiếc xe này và xem với cái đầy bình đó bọn mình có thể đi được tối đa là bao xa. Trong cái kịch bản này mình sẽ dùng cái xe này để đi nó như là một cái chiếc xe bình thường mà mình sử dụng nó chạy từ nhà lên công ty, từ công ty về nhà, dùng nó để đi thăm bạn gái, đi chơi, đi uống trà sữa. Và cũng có một cái lưu ý nhỏ nhỏ trong quá trình này, đó chính là mình chỉ đi một người thôi chứ không chở thêm ai nữa. Đó, chung quy là vậy. Ok, vậy là sau gần một tuần chạy cái xe này thì tới thời điểm này mình đã đi được gần 100 cây số và sắp kết thúc cái bài test thứ nhất, chuẩn bị cho cái bài test thứ hai, đó là đi trên một quãng đường xa. Và bây giờ mình sẽ tiến hành ra cây xăng đổ lại đầy bình nữa, xem vừa rồi đi gần 100 cây số thì nó tốn bao nhiêu lít xăng. Và chuẩn bị cho cái hành trình đi sắp tới là bọn mình sẽ đi Cần Thơ, và trong cái hành trình này sẽ có thêm những cái người bạn đồng hành của mình, đó là anh quay phim đã đang đứng quay và anh Tùng Trịnh đó. Ngoài ra thì còn có thêm một bạn Su Béo nữa, nhưng mà bạn đó sẽ tới sau. Rồi đi thôi. Như em có thể thấy thì nãy giờ bọn mình mới vừa vô đổ xăng thì cái kết quả cho ra hết sức là đáng ngưỡng mộ. Theo như công bố của Yamaha thì họ nói là 1,69 lít thì chạy được 100 cây, nhưng mà theo như bài test của mình thì chạy chưa đầy 1,69 lít là đã được 100 cây rồi. Theo như con số mà nãy mình chụp được thì 1,667 lít là chạy được 100 cây. Ok, vậy là cái bài test đầu tiên đã hoàn thành một cách rất là xuất sắc, và chiếc Yamaha Grande Hybrid đã thể hiện rất là tốt trong cái bài test đầu tiên của mình. Và bây giờ mình đã đổ đầy bình 4,4 lít của chiếc xe này rồi và chuẩn bị cho cái bài test thứ hai, đó là một cái hành trình chạy từ đây đến Cần Thơ, và bọn mình sẽ chạy cho tới khi nào hết 4,4 lít này, xem nó đi được bao nhiêu cây số. Bắt đầu thôi. Rồi, vậy là bọn mình vừa ăn phở xong và bắt đầu lên xe để tiếp tục hành trình. Sau khi mình đổ xăng xong rồi á, là hơn 100 cây và mình đã reset cái trip về lại không. Và từ chỗ cây xăng ngã tư Lý Chính Thắng giao với Trương Định á, thì đi tới phở Hùng trên đường Nguyễn Tri Phương á, thì tới thời điểm này trip của mình đang là 3,4 cây. Có quay phim rồi. Đây là địa phận của Mỹ Tho, và từ nãy giờ mình đã đi được hơn 70 cây rồi, và hành trình thì sẽ còn khoảng 100 cây nữa mới tới Cần Thơ.
Nhưng mà trên đường đi thì có gì vui thì bọn mình sẽ tiếp tục chia sẻ cho anh em biết. Thì hiện tại thì trong cái quán này có một điều rất là vui, đó là mình kêu bò hút mà mấy chị bưng ra là dê hút, chả biết tặng. Rồi, như các bạn có thể thấy là bây giờ mình đang đứng ở một cái cột mốc, còn 5 km nữa là tới Vĩnh Long. Và hiện tại thì mình đã đi được 100 mấy chục cây số rồi. Bây giờ mình sẽ thử mở cái đồng hồ lên cho anh em xem là cái trip nó đang ở bao nhiêu. Mà anh quay phim lại đây xíu. Rồi, thì như các bạn có thể thấy là cái trip đó nó đang hiện là 129,5 km. Sáng giờ mình đã đi được là tới đây là 129,5 km rồi. Và giờ là 10:27, bọn mình bắt đầu xuất phát từ lúc là khoảng 6 giờ và ăn uống các kiểu. Thì bây giờ tới đây là 10:30, nghĩa là trong quá trình chạy là bọn mình chỉ giữ cái tốc độ trung bình khoảng là 50-60 km/h thôi. Và sẽ có những lúc là cần tăng tốc lên để vượt những cái xe khác, nhưng mà cái đó nó không nhiều. Có một cái điều đó chính là mình làm cho mình rất băn khoăn từ nãy tới giờ, đó chính là từ hồi sáng tới bây giờ mà cái kim xăng chưa xuống một chút nào cả, dù mình đã chạy hơn 100 cây rồi. Mình không biết làm thế nào để có thể đi hết cái bình xăng này đây, không biết là sẽ đi tới đâu. Anh em đón xem tiếp tục. Lộ trình tiếp tục là bọn mình sẽ đi thẳng xuống tới Cần Thơ luôn. Và mình vừa mới check Google Maps thì từ đây cho tới Cần Thơ là còn 46 cây số nữa. Và Google Maps dự kiến là khoảng 1 tiếng nữa. Thì không biết là bao giờ mình mới tới đó, thì cứ đi thôi. Rồi có gì vui mình sẽ kể cho anh em nghe tiếp. Nào để chấm đứng nha. Xin chào bạn, thì hiện tại bọn mình đang có mặt ở Cần Thơ và ở chỗ này gọi là cầu tình yêu, và nó gần với bến Ninh Kiều. Thì ở trên này không gian rất là thoáng đãng, rất là thoải mái và có sông có nước cái kiểu. Sau mình xa xa đó là cái cầu Cần Thơ và không gian này rất là lãng mạn dành cho những cặp đôi lên đây, rất là tuyệt vời luôn. Tiếc là ở Sài Gòn bọn mình không có nhiều những không gian thoáng đãng và nó gần gũi với thiên nhiên thế này. Một lát bọn mình sẽ đi ăn kiếm cái món vịt nấu chao gì đó để ăn, nghe nói là đặc sản ở Cần Thơ này. Tới thời điểm này thì cái xe Yamaha Grande Hybrid của mình thì cái mức xăng nó hụt xuống là 2 mức so với sáng nay mình đổ. Rồi, hiện tại thì mình đang có mặt một cái quán cà phê ở Cần Thơ và tính tới thời điểm này là cái ngày thứ hai của cái hành trình đi từ Sài Gòn tới đây, và mình đã đi được hơn 200 cây số từ Sài Gòn tới đây. Bây giờ có cái dịp rảnh rỗi mình ngồi ở quán cà phê như thế này, mình sẽ kể lại một chút về cái quá trình test của mình ở cái bài thử nghiệm thứ nhất cho anh em hình dung xem nó như thế nào. Thì như anh em có thể thấy là ở cái lần thứ hai khi mà mình đổ xăng đầy bình cho cái xe thì lúc đó là cần đổ vào 1,667 lít, tức là khoảng 22.000 để đổ đầy bình xăng. Và 1,667 lít làm tròn nghĩa là 1,67, và so với cái mức mà Yamaha họ công bố là 1,69 lít thì cái mức mà mình chạy nó còn tiết kiệm hơn 0,02 lít so với cái mức công bố. Đối với thế giới smartphone thì thông thường cái thời gian sử dụng pin của điện thoại lúc nào thực sự thực tế nó cũng thấp hơn so với khi mà các nhà xuất khẩu công bố. Nhưng mà đối với xe, và cụ thể đây là Yamaha Grande Hybrid, thì câu chuyện lại ngược lại. Và anh em có thể thấy là cái quãng đường mà mình đi được khi mà mình đổ xăng nó còn nhiều hơn cái mức công bố nữa. Nói một chút về cái quá trình mà mình test ở cái bài thứ nhất nó như thế nào, là mình đã đi cái xe đó trong phố, sử dụng nó như một cái chiếc xe bình thường để mình đi từ nhà đi làm. Rồi thỉnh thoảng mình có đi dạo vòng quanh Sài Gòn ngắm cảnh này kia. Và cho tới cái thời điểm mà mình đổ xăng lại đầy bình lần thứ hai là đi được hơn 100 cây, hơn một xíu thôi, là nó tiệm cận 100 cây. Có một điều anh em có lẽ đã biết rồi, là việc mà chúng ta đi trong phố, đặc biệt với cái điều kiện đường xá đông đúc và thường xuyên phải dừng đèn đỏ, thì nó sẽ tốn xăng hơn rất nhiều so với khi chúng ta đi đường trường. Có một cái
thói quen mà mình đã luôn tận dụng nó trong cái quá trình test, ở cái bài test đầu tiên, đó chính là nó cũng là một cái mẹo khi chúng ta sử dụng xe tay ga nếu muốn tiết kiệm xăng, đó là chúng ta không nên thốc ga quá nhiều để đạt được cái vận tốc mà chúng ta mong muốn ngay từ những cái bước ga đầu tiên. Tại vì sao? Tại vì khi mà anh em có thể hình dung là giống như chúng ta hãy cảm nhận đó là chúng ta đang chạy một cái chiếc xe số, nghĩa là không thể nào mà từ 0 lên 60, 70 km một cách rất là nhanh được. Chúng ta phải vô số 1, vô số 2, vô số 3. Và cứ hãy hình dung là chúng ta đang chạy xe số trên một cái xe tay ga. Tức là chúng ta sẽ lên ga một cách rất là từ từ thôi. Và khi mà chúng ta trong những tình huống mà bạn mà thốc ga, bạn sẽ nghe rất rõ là cái tiếng máy nó gào, và lúc đó là xăng cũng tiêu tốn rất là nhiều. Đó cũng là một cái mẹo mà mình lưu ý cho anh em, đó là lên ga một cách rất là từ từ trên xe tay ga thôi thì nó sẽ giúp tiết kiệm xăng hơn. Đối với Yamaha Grand Hybrid thì nó còn có thêm một cái chức năng, đó là ngắt động cơ tạm thời. Và cái chức năng này nó sẽ hỗ trợ rất nhiều, đặc biệt là chúng ta đi trong cái điều kiện Sài Gòn, thành phố, đô thị, đường xá đông đúc, phải thường xuyên dừng đèn đỏ. Thì cái tính năng này khi mà chúng ta dừng quá nhiều nó cũng sẽ góp phần vào việc tiết kiệm xăng. Đối với cái vấn đề xăng cổ thì trên chiếc Yamaha Grand Hybrid mà mình đang sử dụng, ở bên cái góc phải của cái màn hình LCD ấy, nó còn có một tính năng rất là hay, đó chính là cái kim Eco. Thì cái kim này nó sẽ gợi ý cho chúng ta chạy sao cho tiết kiệm nhất có thể. Trong cái quá trình mà mình test thì mình có một cái nhận định, một cái lưu ý, đó chính là khi mà chúng ta giữ đều ga hoặc là lên ga một cách từ từ thì cái kim Eco lúc nào nó cũng ở cái mức trên cùng, nghĩa là rất là tiết kiệm. Còn khi mà bạn chạy thốc ga hay là khi mà vượt xe hay là lên cầu gì đó thì nó sẽ tiêu tốn nhiên liệu nhiều hơn. Thì đúng như cái tên của mình, Yamaha Grand Luco Hybrid, được ngoài cái động cơ chính ra thì nó còn sở hữu thêm một cái động cơ khác nữa. Và cái công nghệ này họ gọi là công nghệ mild hybrid, nghĩa là lai nhẹ, nghĩa là ngoài cái động cơ chính ra chúng ta còn có một cái motor điện khác, nó giúp hỗ trợ cái quá trình tăng tốc, cộng cái mô men sẵn vào khi mà chúng ta tăng tốc hoặc là khi mà chở người, thì nó sẽ giúp cái quá trình tăng tốc nó trở nên mượt mà và nó nhanh chóng hơn. Thì mình nghĩ là ngoài cái vấn đề hỗ trợ cho cái việc tăng tốc ra thì cái động cơ này cũng là một trong những cái yếu tố mà góp phần gia tăng cái tính tiết kiệm nhiên liệu của cái Yamaha Grand Luco Hybrid này. Rồi, hiện tại thì bọn mình đang ở giữa cái bài test số 2, nghĩa là đổ đầy bình 4,4 lít xăng của Yamaha Grand Luco Hybrid xem là chạy được bao xa. Thì hiện tại bọn mình đã đi được 200 mấy chục cây từ Sài Gòn đến Cần Thơ và đi vòng vòng ở Cần Thơ qua giờ. Thì đã 200 mấy chục cây rồi và sẽ chuẩn bị để đi về lại Sài Gòn. Và cái quãng đường trên đường về chắc chắn là sẽ hết xăng. Và bọn mình sẽ dự trữ sẵn một cái bình xăng 1 lít để đổ vào khi mà sẽ hết xăng. Và cái việc mà đổ vào 1 lít này cũng sẽ phục vụ cho cái bài test cuối cùng, nghĩa là thử thách 1 lít xăng xem đi được bao xa. Ban đầu bọn mình đã dự định là cái bài test thứ hai sẽ là đổ 1 lít xăng xem chạy được bao xa. Nhưng mà sau cùng thì để thuận tiện thì mình quyết định là giờ cái bài test này xuống cái vị trí cuối cùng. Nhưng mà nó cũng không ảnh hưởng gì tới kết quả. Và bây giờ tiếp tục thôi. Rồi, hiện tại thì bọn mình đang có mặt ở một cái cây xăng ở Vĩnh Long và hiện tại đang đi được là 241,3 cây rồi. Và cái vạch xăng bây giờ còn có một vạch thôi, cho nên bây giờ bọn mình nên chuẩn bị xăng là vừa. Mình sẽ dùng cái bình này để đổ 1 lít trước đi, rồi khi nào mà cái này nó hết xăng mình sẽ đổ cái bình này vào đó. Đi đổ xăng thôi. Rồi, đã có nhiên liệu tiếp tế rồi. 1 lít xăng, đủ 1 lít. Mình sẽ chờ cho cái này nó hết xăng, mình đổ 1 lít này vào và chạy tiếp. Theo 1 lít thì chạy được bao xa. Đi thôi. Ok, rồi hiện tại bọn mình đang có mặt ở một cái trạm nghỉ ở trên địa phận của Cái Bè Tiền Giang, và tính tới thời điểm này là bọn mình đã đi được 281,7 cây số. Và theo như mà công bố của Yamaha là 1,69 lít đi được 100 cây, thì theo như lý thuyết thì bọn mình lẽ ra chỉ đi được là 260 cây thôi, nhưng mà tới hiện tại là đã chạy được 281,7 cây rồi. Và điều này nó vượt ngoài cái mong đợi của mình, hy vọng là có thể đi được 300 cây, và anh em đón xem sắp tới bọn mình sẽ đi như thế nào. Đi
đi được 301 cây thì bình xăng 4,4 lít của Yamaha Grande Bluco Hybrid đã hết và mình đang chạy nhờ cái dốc cầu. Bây giờ mình sẽ xuống chân cầu để đổ xăng chứ đứng trên cầu nguy hiểm quá. Rồi vậy là sau 301,4 cây thì cũng đã hết cái bình xăng 4,4 lít của chiếc xe Yamaha Grande Bluco Hybrid. Và theo như công bố của Yamaha là 59,2 km trên 1 lít. Nhưng mà trên thực tế với cái mức 301,4 này thì tính ra là khoảng 68,4 cây số cho 1 lít. Và con số này thật sự rất là ấn tượng. Tiếp tục làm việc, bọn mình sẽ bắt đầu đổ 1 lít xăng vào bên trong bình này và xem nó chạy được bao nhiêu cây số với 1 lít đó. Tiếp tục cái bài test thứ 3. Ok, bây giờ mình sẽ bấm cái trip cho anh em coi. Đó, 301,4 xăng thì đang ở mức 0. Hồi nãy giờ lúc mà cái kim xăng này nó bắt đầu nhấp nháy màu đỏ là nó còn 2 vạch, và cho tới lúc chạy hết xăng luôn là đi được cỡ 50 cây nữa. Rồi bây giờ chúng ta đổ xăng rồi set trip về 0. Đó, nhờ anh Su Béo đổ 1 lít xăng này vào. Chơi đi anh. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành set cái trip của xe về không để tiếp tục cái hành trình là 1 lít đi được bao nhiêu xa. Đây, trip đang là 301,4, mình sẽ giữ cái nút này để reset nó. Rồi, về không. Xăng mình đổ lên một chút rồi nè, được một vạch. Rồi bắt đầu hành trình thôi. Cái bài test cuối cùng của mình cũng đã có kết quả. Mình đã đi được 69,5 km cho 1 lít xăng. Và hồi nãy giờ ngoài cái đường trường ra thì mình có đi vào nội thành của thành phố Mỹ Tho và đi tìm quán ăn, cũng đi lại dừng các kiểu rất là nhiều, cho nên là cũng không khó để lý giải tại sao là cái kết quả lại cho ra như vậy. Nhưng mà nhìn chung thì cả 3 lần test đều cho kết quả rất là tốt và nó vượt cái mức mà nhà sản xuất họ công bố. Các bạn có thể thấy là trip của mình là 69,5 km, xăng về mức 0. Đó, bây giờ mình mở cái ô đô cho anh em xem. Đây, 546 km. Rồi, vậy là sau khi thực hiện xong 3 cái bài test thì cái bài kiểm chứng mức tiêu hao nhiên liệu của Yamaha Grande Bluco Hybrid của mình cũng đã xong. Và kết quả thì các bạn cũng đã thấy đó, cực kỳ ấn tượng luôn. Rồi, video đến đây cũng là kết thúc rồi. Xin chào và cảm ơn các bạn. Mình là 9ND đến từ kinh tế.vn. Rồi, bây giờ thì mình dắt bộ cái xe để đi đổ xăng chuẩn bị về Sài Gòn. Nhìn phụ cách.